Rồi chào bạn, thì như là cái tôi đề video thì trong lớp này mình sẽ gọi là đi trên tay nhanh cho bạn xem một cái mẫu xe tay ga gọi là Smart Scooter của nhà Yamaha, một xe rồi mới, đó là cái mẫu XF 300. Thì hiện tại mình đang hoạt vùng 7 ha, thì cái sự kiện triển lãm VMS 2023 nó vẫn đang diễn ra. Đó, tuy nhiên thì mình sẹt ngang qua Yamaha mình test thử xe này xem coi nó như thế nào ha, thì giờ sẽ một vòng xem coi xe sẽ làm sao. Thì đây là cái chiếc Yamaha XMAX 300 ha. Đây, mình cái xe này thì mình mượn quên Repsol Yamaha quận 7 ha, và rất là cảm ơn bạn Phúc Lê để mình mượn cái xe này để mình review nhanh cho bạn coi. Thì cái xe này mình sẽ thấy là nó sẽ có phiên bản màu đen ha. Đó, và cái giá lăn bánh con này á thì nếu mà ra biển luôn á thì mình có hỏi thì khoảng hơn 140 triệu các bạn. Đó. Rồi bây giờ xin một vòng. Thì đầu tiên mình thấy cái đèn là về cái màn hình của cái xe này á, đúng nghĩa là một cái chiếc xe tay ga cỡ lớn, cho nên là nhìn nó rất là bề thế và rất là hầm hố. Nổi bật là về cái phần đầu đèn, thấy không, đây là cái phần đầu của nó nè các bạn. Nhìn nó rất là quậu ha, và toàn bộ cái xe này á, thì toàn bộ là full led hết, cho nên là bạn cứ yên tâm. Chỉ có riêng hai cái đèn dưới là đèn halogen thôi. Đó, đèn xi nhan dưới còn đèn halogen. Mình phải là cái đầu xe này nhìn nó rất là quậu, bạn nhìn như một con robot á. Thì cái xe này thì màu đen, ngoài ra thì mình có hỏi thử là cái xe mà khách đặt mua ở bên như Repsol á thì sẽ không có màu đen, chỉ có là màu xi măng và màu xanh đen thôi. Đó là về cái phần tổng thể. Về thông số khô khan thì chắc mình sẽ không có nói nhiều đâu, bạn có thể mình tham khảo trên Google nha, bởi vì nó quá nhiều rồi. Chẳng qua là trong clip này mình muốn gọi là cho bạn xem góc nhìn nó cận cảnh hơn, cũng như là thực tế với góc nhìn của mình thì nó sẽ như thế nào. Bởi vì hiện tại mình cũng đang đi xe tay ga của Yamaha đây, đó là con Enervis ha. Còn chủ cái xe này người ta cũng nói là xe nó rất là to rồi, nhưng mà cái xe này ở ngoài nó còn rất là to, to nữa, to rất là nhiều. Nhưng mà mình rất là bất ngờ bạn, là cái xe này mặc dù nhìn ở ngoài rất là to nha, nhưng mà khi mình dắt nó rất là nhẹ. Cái xác con này bạn là 179 kg, 179 kg, nhưng mà mình nặng có khoảng 52 kg thôi, nhưng mà dắt rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái. Và cái chiều cao của con này thì nó thấp các bạn, nó chỉ khoảng 795 mm thôi, cho nên là với những người cao khoảng 1m65 thì mình nghĩ là ngồi cũng rất là thoải mái với con này ha. Còn mình cao 1m8 thì khỏe rồi, không có bàn gì nữa. Và một cái xe này thấy là nó là full đen luôn đó, rất là ngầu nha. Rồi dòng ha, đó là phần đầu. Thì mình thấy là cái xe này thì sẽ có phía trước là một cái phần kính chắn gió khá là to và được vuốt lên khá là cao, để mà khi mà đi đường xa thì cái gió nó sẽ không có tạt vào cái người mình. Và cái kính này thì nó là dạng kính cố định các bạn ha, chứ nó không có nâng lên hạ xuống được đó. Thì cái này mình nghĩ là các bạn nào mà có chơi thì thể mình sẽ độ lại kính cao hơn, to hơn, hay là kính khói gì đó các kiểu. Phải do mình đang bị đau họng mà cho nên mình nó hơi nhỏ ha, thông cảm xíu. Đây là cái bánh trước của nó nè, bánh trước của nó rất là to ha. Đó, và cái bánh xe này thì cả bánh trước bánh sau đều được trang bị là phanh ABS hết, rất là an toàn. Đó, bay trong khói các bạn, cho là phải trang bị những tiêu chuẩn như vậy mới được. Và xe này phía trước là của KIB, phóng lồng. Trong xe này cái màu của nó các bạn ha, ngầu không? Đó, xe nhìn ở dưới. Rồi lớp zin của con này thì là của đinh lớp ha. Đó. Rồi đây là cánh hông, đây là bên hông xe nè các bạn. Thì thấy không, cái xe này cái chiều dài xe của nó là khoảng 2m1 các bạn, 2m1. Và mình thấy cái ống xả của nó không, rất là to nha, cực kỳ to luôn á. Đây nè, đây nè, rất là to đó. Và cái xe này sẽ có rất là nhiều những cái đường nét họ vuốt nhìn nó rất là cơ bắp, đó là nhìn rất là gấu luôn. Một cái logo mắc ở đây rất là ngầu ha. Và đặc biệt cái mình cực kỳ thích là cái phần đuôi, khi mình nhìn từ phía sau các bạn có thấy là cái xe này, cái bạn nhìn á nè, nó sẽ vuốt, nó sẽ bè ra phía sau. Và cái đèn luôn này nó là nhìn rất là ngầu, và nhìn như một cái cặp mắt của con robot nữa đâu nè, cái đèn của nó nè nhìn ngầu không, rất là ngầu luôn đó. Quá đẹp các bạn, nó là cực kỳ đẹp luôn. Đây là cái phục sau ha, phục sau để có thể tinh chỉnh được phục sau của nó như thế này. Thì con này là động cơ Pluco ha, đặc trưng Euro 5, cho nên là bạn cứ yên tâm. Thì theo như hãng cho biết thì cái mức theo nhiên liệu của xe này là khoảng 3 lít cho 100 cây, mình biết phải không nha, cái thông số của hãng thôi, tiêu gọi là thông số mà còn thử nghiệm thôi nha, chứ thực tế thì mình chưa biết. Rồi thì đây là một chiếc xe tay ga cỡ lớn và đi đường xa, và như là thấy là cái phần gác chân nó cũng rất là rộng nha. Đây nè, mình ngồi bạn coi nè, đó thì sẽ hai cái tư thế, một là để tay, hai là gác lên đây, rất là tiện. Rồi thì sẵn tiện mình cũng sẽ nói luôn cả về cái phần di động xe nha. Đây, đây là cái phần di động xe nè, rất là rộng ha.
thì trên kia sẽ có một cái logo Yamaha là điểm nhấn. Đây là phía bên tay trái, bên trái thì sẽ có là nút có pha và nút passing ở đây. Những cái nút bấm này bấm rất là nhẹ các bạn ha. Đây là nút sinh trái phải nè, còi ở đây. Đây là bên phải thì có cái nút bật các động cơ tạm thời nè. Đây là nút hazard nè, và đây là cái nút chỉnh trip cũng như là những tự chỉnh thông qua cái màn hình này. Rồi thì xuống bên dưới nha, thì bên dưới này thì bạn sẽ có là cái khu vực cái ổ smart key ở đây. Thì cái ổ này mình thấy là nó cũng rất là dễ dùng và rất là thông minh. Những cái việc nhấn vào bạn dặn qua thì nó sẽ mở máy, và đây là cái nút để mình mở được cái phần cốp bên tay trái ở trước nha. Đó, còn đây là cái nút mở cốp sau, nó mình có cái này lên. Đây là sẽ có một cái hộp nữa, mình mở lên như thế này. Đó, mình mở lên như thế này ha. Đó, mình mở lên. Rồi, đó, mình cho bạn coi ha. Đó là những cái vị trí này nó vậy. Thì nó là dạng nhựa nhưng mà nó làm giả những cái đường vân như là giả da, nhìn nó cũng rất là hiện đại ha. Và cái phần ở đây thì bắt buộc phải có chìa mình mới mở được nha. Còn bên đây thì không cần chìa. Đó. Đây là cái cụm đồng hồ cho cái xe này. Mình thấy là nhìn nó cũng rất là đẹp ha. Hai cụm đồng hồ kim. Bây giờ sẽ thử mình mở lên bạn coi nha. Đây, mở lên nè. Đó, chạy. À, như là hơi mở lên ha. À, ở đây thì các bạn đã thấy là bên đây có cái mô tô đang quay phim mà đó. Rồi đây là cái cụm đồng hồ trên cái chiếc Xbox 300, mình thấy là bên đây sẽ có hiển thị được cái tốc độ nè, vòng tua máy nè, và hiển thị một số những cái thông tin như là bình bút xăng, nước làm mát nè. Thì như mình nói đó thì sẽ có một cái nút kẹt ở đây menu ha, nhiều khi mình chỉnh như này nè thì nó chỉnh được phía trên đó. Đây mình chỉnh được cái tốc gọi là cái mức tiêu hao trung bình ha. Đó, đây là cái được nhiều thông số khác đó. Đây nè, nhiệt độ của máy, đây là biểu công suất điện, và đây là traction control on ha. Còn nếu bật xe này có thể bật tắt được cái công nghệ đó luôn, traction control, các bạn nhấn giữ dừng vài giây, nhấn giữ vài giây thì nó định chuyển qua là off, và chiếc cái đèn này nó sẽ báo để cho bạn biết là bạn đang tắt ha. Còn nếu bạn muốn bật lên thì bạn việc nhấn giữ mình lần nữa dừng vài giây thì nó sẽ bật lại. Thì cái traction control này nó sẽ giúp bạn là chống trượt bánh khi bạn đi trong cái đường trơn trượt á, hoặc là đá nhiều có thể sẽ không có bị trượt bánh sâu, rất là an toàn ha. Còn cái nút này khi bạn gặp trước á, gặp như thế này thì nó chỉnh về cái menu bên dưới được cái trip ha, và bạn thấy xem được cái trip của cái dầu để mình thấy mình tới cái bảo hành đó cũng rất là tiện ha, hoặc là nó cho biết được cái bảo hành của cái vòng cái bánh cái dây của ro luôn bạn, xịn không, nó rất xịn sò ha. Đó, thì đó là về cái cụm đồng hồ cho cái xe. Nó là đây một cái xe nữa là rất là to, các bạn thấy là cái phần yên của nó được làm rất là to về phía sau nha. Còn cái người ngồi trước thì nó được làm vuốt, còn trong cho là ngồi cũng không có bị bè cái chân ra quá. Và sẵn mình cũng sẽ gọi là mình cho bạn xem về cái cốp xe đi ha. Cốp xe luôn nè. Đây nè. Đây. Thì cái cốp xe này thì bạn thấy là nó sẽ có một cái khu vực nó đỏ lên nên là bạn không so nó bị ập xuống nha. Đây cái gốc của nó này là rất rộng. Đó. Rất rộng ha. Và có cùng cả cái đèn led ở bên trong để bạn có thể mình sơ đồ mình lấy đồ ban đêm á. Cốp rất là rộng. Đó. Đây. Đó. Rồi xuống rất là nhẹ nhàng các bạn. Còn về cái phần dung tích bình xăng thì cái xe này các bạn thì nó sẽ có dung tích đó là 13 lít các bạn, 13 lít nó là rất là dư giả để bạn thấy mình đi một chuyến hành trình từ đây đến Vũng Tàu mình chạy về mà không cần phải đổ xăng. Thì bánh trước con này sẽ là 15 inch, còn bánh sau sẽ là 14 inch. Rồi mình cho bạn xem tổng thể là một lần nữa về cái thiết kế của cái xe ha. Đây nè, đó là rất là to bề thế. Rồi bây giờ mình sẽ đổ máy thay lên mình coi nha, cũng tương tự thôi, cũng cái chìa smart key đây. Đó, mở lên như thế này. Rồi ở đây sẽ có một cái nút gạt lên như thế này ha. Phần đề nhấn giữ phần đề ha. Đó. Rồi đây. Đây là cái âm thanh của cái chiếc xe chiếc mắt 300 các bạn. Đó. Mình tìm một vòng cái xe cho nghe được âm thanh nó kỹ hơn ha. Lại gần cái xe mà nghe thử nè. Nhưng mà nó êm lắm bạn. Đó bạn, thì đó là cái tiếng mấy con Xbox 300 à. Đây mình cho bạn coi đèn chiếc xe ha, đây là cái đèn
bằng ngày này là kêu bằng chạy xe là nó sẽ luôn sáng ra một cái dãy đèn nó chạy ở đây. Thì ở đây mình sẽ có dòng chữ là đó gì nè, đó như đây ha, đây là hai cái đèn xi nhan trước đó, đây bên hông, còn đây là cái đèn phía sau đây đó, đèn phía sau nữa bạn, nhìn ngầu không, rất là đẹp ha. Chi tiết là cái đèn bên dưới này nó vẫn xài đèn halogen chứ vẫn phải chưa là đèn led đó, rất đẹp. Cho bạn thôi, giờ mình sẽ thử chạy trên một vòng ha, xem cái xe này nó như thế nào nha. Đó, đây là đẹp thế, là to ha. Dù xe nó to nhưng chắc rất là nhẹ nhàng bạn, đó là một cái cảm giác nữa không, lúc là chạy dắt luôn á, cái một là bạn đó xem thì thôi chứ mà dắt rất là nhẹ nhàng. Rồi bây giờ mình sẽ ngồi thử nha. Thì đây là cái thế ngồi của một người cao khoảng 1m8 như thế ngồi, như cái giò mình không ngồi nè, rất là nhẹ nhàng nha, hoặc là mình giác lại đó, rất thoải mái ngồi cái chân. Rồi bây giờ mình sẽ đi một vòng ở đây thôi ha, tại vì cái xe này bạn thì vẫn chưa có biển số cho mình sẽ không có dám mình đi nhanh được. Rồi thì hiện tại cái xe này nó đang bật cái chiếc sự control bạn ha. Rồi ok, cái nổ máy nè, đi một vòng nữa ha. Này thì đó là cái xe này các bạn, nó đó là nó rất là nè, mà mình ngồi á, đúng với mình nha, mình ngồi thì nó thẳng lưng, nó thẳng lưng nè, đi đông thì nó làm mình cao, nó chạy khỏe lắm các bạn, nó quay đầu nha đó. Nhưng mà nói đó là cái xe này mặc dù thấy là nó rất là to hầm hố nhưng mà cái xác lại 179 kg, rất là nhẹ các bạn, còn đi chứ mình đi rất là nhàn luôn á, và đó là cực kỳ nhàn luôn đó. Nhưng mà cái này á, thì mình có tham khảo là nếu mà bạn muốn tắt cái sự control này, bạn muốn dừng xe lại nhưng mà tắt được làm sao á đó. Do là mình không có điều kiện để mình chạy nhanh được thôi, mình tham khảo mà cái nào có thì mình quay cẩn thôi một chút đó, chứ là gọi là lấy một cái nước ga như thế nào đó bạn. Mình đó bạn ơi, mạnh lắm, giọt lắm luôn á. Thôi mình thích nó quá rồi. Thôi, tại vì đây là khuôn khổ và không có cho phép mình chạy nhanh được, cho nên là thôi mình sẽ hẹn các bạn mỗi một cái dịp khác nha. Khi nào mà cái xe này á mình được lấy được đi xa hơn á thì mình sẽ test cho nó kỹ hơn, cho bạn coi vui hơn. Chứ bây giờ là mình chỉ thể mình quay được trong trong một ngày thôi chứ mình không muốn đi xa được ha, mình cảm ha. Rồi, đó. Rồi. Xe to chứ mới nhẹ hiệu các bạn, chạy xuống lắm, mạnh nữa. Như vậy thì mình đã có một cái clip cho bạn xem nhanh về cái mẫu Tega cỡ lớn của nhà Yamaha mới bán chính hãng Việt Nam, đó là con XR300. Thì bạn nghĩ sao về cái mẫu xe này ha, thì bạn việc comment bên video, và hiện tại cái mẫu xe này đang có được test drive thử ở bên Yamaha Resso 17 ha. Đó, bạn nào thích thì có thể mình qua đây mình sẽ thèm thử coi như là thực tế ra sao, bởi vì mỗi người sẽ có một cái trải nghiệm sẽ khác nhau. Nhưng mà với mình thì với mẫu xe này thì phải đó là rất là đáng quan tâm, bạn chạy sướng lắm đó. Tuy nó nhìn nó bề thế rồi chứ là chạy rất là nhẹ ha, rất khỏe. Rồi thôi ha, chào bạn.